quý vị. Lời đầu tiên gửi lời cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho channel Hazuko trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay chắc chắn quý vị thấy phía sau lưng Hazuko có một cái lều, đúng không quý vị? Và cái lều này thì đối với quý vị nào đã từng đi cắm trại thì cũng không còn là xa lạ nữa. Và tại sao ngày hôm nay Hazuko lại dựng một cái lều ở trong cái khu vườn yên tĩnh của nhà mình? Thực sự là cuối tuần này thì gia đình Hazuko sẽ đi cắm trại cùng với một số bạn bè, có nghĩa là sẽ trải nghiệm một cái cuộc sống gọi là gì, thiếu những cái tiện nghi. Tại vì đã đi cắm trại thì chắc chắn chúng ta sẽ tận hưởng một cuộc sống nó hơi rừng rú một chút. Và ngày hôm nay thì dựng cái lều lên để thực hành ở nhà trước, để khi đi cắm trại thì nó không quá bỡ ngỡ. Chính vì như vậy cho nên là giới thiệu đến với quý vị một số đồ dùng vật dụng để chuẩn bị đi cắm trại cho cái ngày cuối tuần sắp tới như thế nào. Và Hazuko đang rất là hào hứng về cái buổi cắm trại cuối tuần này, sẽ trải nghiệm một cái cảm giác sống mà nó có cái gì đó rất là thú vị và làm cho chúng ta cảm thấy rất là háo hức. Tại vì cái việc mà chúng ta sống trong một môi trường hiện đại, ở trong nhà máy lạnh, điện đóm đầy đủ, mà bây giờ chúng ta lại đi cắm trại 3 ngày 2 đêm, trải qua những cái đêm ngủ ở trong rừng, rồi hòa mình với thiên nhiên, rồi tắm suối, rồi bơi thuyền, nói chung là có rất là nhiều trò chơi vận động, lại cùng với rất là nhiều bạn bè của mình để mà chia sẻ những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời đó. Và cuối tuần này khi đi cắm trại chắc chắn Hazuko sẽ quay lại rất là nhiều video để gửi đến quý vị. Vì cũng muốn chia sẻ đến với quý vị một số hình ảnh gọi là đi du lịch qua màn ảnh nhỏ. Còn ngày hôm nay thì Hazuko muốn chia sẻ đến quý vị về cái lều này là một. Thứ hai là một cái số vật dụng để chuẩn bị đi cắm trại như thế nào, đi dã ngoại như thế nào. Thì bây giờ mời quý vị tiếp tục xem video, mời quý vị vào bên trong nhà để xem là Hazuko đã chuẩn bị những đồ đi cắm trại như thế nào nhé. Hứa hẹn với quý vị là cuối tuần này sẽ có rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ đến với quý vị. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục xem video. Chúc cho quý vị có một buổi xem video thật vui vẻ và đi cắm trại thật là thú vị, đúng không quý vị? Giới thiệu đến với cả nhà, đây là cái khu vực gara của nhà mình. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy phía sau rất là nhiều đồ đạc lộn xộn, đúng không quý vị? Khu vực này trước đây là để cái xe hơi của Hazuko, nhưng mà ngày hôm nay thì để ra bên ngoài để chuẩn bị những cái đồ để đi cắm trại. Và có rất là nhiều đồ ở đây, có những cái đồ ví dụ như thế này nha quý vị. Đây là một cái lò để mà nướng đồ ăn. Trong này thì có than mà và sẽ dùng ga. Đây thì cái này thì không biết là quý vị có biết hay không. Cái này ấy là cái trò, cái này là một cái sụp trờ dưới nước. Có nghĩa là khi quý vị xuống dưới nước ấy, quý vị cầm cái này này xong quý vị ấn một cái nút của nó thì bắt đầu nó giống như một cái tên lửa. Thế là nó phóng. Thế là chúng ta phóng lao theo. Thì đương nhiên Hazuko không có bơi giỏi thì sẽ phải mặc áo phao. Thì đó, đây là một cái scooter dưới nước. Cho nên là hứa hẹn trong cái chuyến dã ngoại này sẽ rất là nhiều điều thú vị. Đây là cái scooter của Hazuko. Còn đây là của ông xã thì nó khá nặng. Nó nặng hơn của Hazuko. Nó giống, quý vị thấy nó giống cái tên lửa không? Thì nó đó, khi mà quý vị bật công tắc lên là bắt đầu nó chạy rù. Thì quý vị ôm cái này, quý vị phóng theo cái này gọi là cái scooter dưới nước đó. Bếp ga này, rồi lều thì lúc nãy quý vị thấy rồi. Còn đây là những cái mà những cái phao á quý vị, những cái phao mà mình tại những chỗ khu vực cắm trại đó nó có hồ nữa, cho nên mình có thể chơi thuyền, rồi mình đây là áo phao, rồi mình chơi thuyền, rồi mình có những cái phao để mình chơi. Còn đây là cái thuyền chính, quý vị thấy cái dụng cụ chèo thuyền đúng không? Như bữa trước mình có chia sẻ với cả nhà là nhà mình cũng có một cái gọi là một cái dụng cụ thuyền đó. Thì cái này là để mình khi mình kết nó vô trong này thì nó sẽ thành một cái mái chèo để mình chèo đó. Có rất là nhiều đồ chơi ở đây. Đó, quý vị thấy không? Đây là cái đèn này. Đó, cái đèn này có thể mình sẽ treo ở chỗ trong cái lều của mình, hoặc là nói chung là đã đi cắm trại rồi thì sẽ không có điện rồi, thì mình sẽ phải dùng bằng những cái, ở đây thì không có dùng đèn dầu mà họ sẽ có những cái bình ga như thế này.
họ cũng họ họ không có dùng dầu lửa như là ở Việt Nam chúng ta là dùng dùng dầu lửa để chúng ta đốt đốt đèn đúng không? Đây thì họ sẽ dùng ga, và đây là một cái bình gọi là bình ga. Có rất là nhiều cái bình ga ở kia, phải đến 5-6 bình. Đây là một cái búa là quý vị thấy không, đây là một cái rìu, xin lỗi nói búa là nó sai, là một cái rìu đấy, để có thể chặt củi chặt cây để đốt lửa ban đêm đó. Chúng ta chuẩn bị đúng là hai cô chuẩn bị sống một cuộc đời sống gọi là hoang dã đó. Còn đây là cái đèn pin đó, cả nhà thấy không, nó là cái đèn pin đấy, chuẩn bị sống một cuộc đời sống cực kỳ hoang dã luôn. Thì mình sẽ đem một cái thùng này là cái thùng ga này, cái thùng này thùng ga, còn cái này là cái đồ lặt vặt sử dụng cho cái việc cắm trại, còn cái này là một số dụng cụ bếp hoặc là ly tắc, ví dụ như là mình có những cái ly như thế này, mình có những cái ly như thế này, mà thực sự là cũng cầm theo nhiều ly giấy với lại là đĩa giấy để mình ăn rồi mình quăng luôn, nhưng mà cũng có lúc mình cũng cần tới một cái số dụng cụ như thế này đó. Và khi đã đi cắm trại thì sẽ không sử dụng những cái vật dụng bằng thủy tinh, tại vì thủy tinh nó sẽ gây vỡ rồi nó sẽ gây nguy hiểm, thì đó là cái nguyên tắc của những người đi cắm trại. Hôm nay thì nhà mình thì có leo lên trên gác xếp ở phía này, nó có một cái gác. Thì đây là một số quần áo mà không phải là một số quần áo, mà một số gọi là dụng một số cái mền hoặc là một cái số làm cho ấm cơ thể khi đi cắm trại á, thì mình sẽ giặt rồi mình sẽ đem theo đó. Đó là một số dụng cụ thì hai cô đang cũng rất là háo hức để mà chuẩn bị trong cái chuyến cắm trại này, tại vì chúng ta có một cái trải nghiệm sống nó hoang dã, nó thiên nhiên, nó hòa mình với thiên nhiên, rồi cùng bạn bè ăn uống hát hò vui chơi thư giãn, nó không nghĩ gì đến cả, thì đó là những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Còn bây giờ để hai cô lấy cái thùng mà cái mô hình cái thuyền á, để hai cô giới thiệu cho cả nhà xem nhé. Đây mình giới thiệu với cả nhà, đây gia đình mình cũng đã tậu một cái thuyền như thế này để đi chèo thuyền đó. Quý vị nghĩ xem, 3 ngày 2 đêm chắc chắn là mũi cắn là chắc chắn rồi đó, nhưng mà cảm giác rất là thú vị sống một đời sống hoang dã hòa mình với thiên nhiên thế này đó. Đây quý vị, vậy là mùa hè của chúng tớ là sẽ bắt đầu bằng cái chuyện đi cắm trại như thế này, và hai cô đang rất là háo hức cho đến cái ngày đó, rất là tuyệt vời. Và bây giờ giới thiệu sơ qua cho cả nhà cái chỗ mà cái kho nhé. Tại vì ở Mỹ này á, gia đình nào người ta cũng, bây giờ Nga đang nào, nó cũng có cái chỗ này. Đó. Kéo xuống thì cả nhà sẽ thấy một cái thang. Đối với một căn nhà ở Mỹ á, thì quý vị sẽ thấy được cái luôn luôn nó có một cái gác xếp ở trên này đó, mà hay một điều đó là không có chuột nha cả nhà. Ở Mỹ hay có một cái điều đó, chứ ở Việt Nam mình là chuột hết tiếng luôn đó. Đó cả nhà thấy không, đó mình hạ xuống rồi mình đi lên thôi. Đó mình hạ xuống rồi mình bước lên thôi. Thì để giới thiệu sơ qua cả nhà xem phía trên như thế nào nhé. Thì đó, dụng cụ đồ đạc chuẩn bị cắm trại thì quý vị thấy không? Rất là nhiều đồ đạc để chuẩn bị để đem đi, hứa hẹn một cái chuyến cắm trại rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Bây giờ Hasuko sẽ dẫn quý vị lên cái gác xếp của gara nhà Hasuko xem là mô hình của gác xếp ở Mỹ nó như thế nào nhé. Đó, quý vị thấy phía xa kia một cái gác xếp đúng không? Mình kéo cái cầu thang xuống thì nó sẽ thành một cái cầu thang mình đi lên. Và bây giờ thì Hasuko sẽ dẫn cả nhà lên nhé. Sau này rảnh thì Hasuko sẽ giới thiệu đến với cả nhà nhiều cái vấn đề về nhà, chủ đề về nhà cửa. Tại vì dạo này cũng bận về làm về chủ đề chính trị cho nên là hơi bận một chút. Đó, cả nhà thấy không? Phía trên nhà cửa Mỹ nó làm bằng gỗ không mà.
phía xa kia là những cái vali mà dùng để mình đi du lịch hoặc là mình đi đâu đấy. Đó, trên này thì bây giờ nó đang nóng một chút mà không hề có chuột nha quý vị. Đó, đây là cái hệ thống giàn lặn của cả tòa nhà đó, cả nhà thấy không? Đó, đây là hệ thống giàn lặn. Ở trên này thì đang rất là nóng. Đó, những cái đồ đạc gì mình không dùng hay là mình đồ đạc cắm trại gì đó thì mình để hết lên trên này. Nhưng mà có một cái hay là không có chuột nha quý vị. Không có một con chuột nào, một con bọ nào ở trên này cả. Từ ngày Hazuko đến Mỹ là chưa thấy có một con chuột nào. Còn ở Việt Nam mình thì má ơi, chuột nó chạy hà rầm. Đây là những cái phao, những cái phao mà Hazuko cũng chỉ đem đi một ít thôi. Thì giới thiệu sơ qua đến cái gác xếp của gia đình Hazuko để quý vị hình dung một căn nhà ở Mỹ thì họ luôn luôn có những cái gác xếp như thế này. Và cái kết cấu mà để họ làm nhà thì tất cả đều bằng gỗ nha. Ồ, hết hồn. Chắc là Hazuko gõ vào xong nó tạo tiếng kêu á. Đó, cả nhà thấy không? Ở trên này nóng quá thì giới thiệu sơ qua cả nhà một chút thôi. Bây giờ mình đi xuống nhé. Khi mình không sử dụng nữa thì bắt đầu mình đẩy cái thang này lên. Đó, nó cũng đơn giản thôi, người phụ nữ vẫn có thể làm được. Đó. Okay. Rồi xong. Thì quý vị thấy không? Quý vị đẩy cái này lên, quý vị đẩy cái này lên. Đó. Ok, thế là xong, thế là gọn gàng, không có vướng bận gì cả. Đó. Còn cái này là cái máy thổi bụi hoặc là thổi khi mình cắt cỏ xong nó có một chút bụi ra đường á, hay một cái gì đó thì mình cắt. Ok. Đó thì ngày hôm nay Hazuko giới thiệu đến với cả nhà một số đồ dùng để chuẩn bị đi cái buổi cắm trại. Thì khi đi cắm trại Hazuko sẽ quay lại video rồi chia sẻ đến với quý vị, giống như là chúng ta đi du lịch qua màn ảnh nhỏ. Và Hazuko muốn rằng cái Hazuko Vlog này sẽ giới thiệu đến với quý vị về cuộc sống ở Hoa Kỳ để cho quý vị có thể hiểu thêm về đời sống của Hoa Kỳ. Đó là một vài điều Hazuko chia sẻ. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã xem video, chúc cho tất cả chúng ta có niềm vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau. Và quý vị đừng quên like và subscribe cho channel Hazuko nhé. Mỗi một cái kích chuột của quý vị làm Hazuko có nhiều động lực hơn để làm nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và quý vị chờ xem là khi Hazuko đi cắm trại về sẽ có những cái video nào giới thiệu đến với quý vị nhé. Và cũng có đem theo flycam cho nên chắc chắn hứa hẹn sẽ có rất là nhiều hình ảnh tuyệt vời gửi đến quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.